Là địa phương đi đầu cả nước trong phát triển nhà ở xã hội, Hà Nội đã đưa vào sử dụng khoảng 8.000 căn hộ, chiếm gần 50% tổng quỹ nhà ở xã hội của cả nước. Không chỉ dẫn đầu về quy mô, chất lượng, sự đồng bộ hạ tầng và mức giá hợp lý cũng là những yếu tố vượt trội ở các dự án nhà ở xã hội tại thủ đô. Theo thống kê, diện tích nhà ở xã hội đã và đang phát triển mạnh theo từng năm. Cụ thể, trong 2 năm 2013-2014, Hà Nội đã có 9 dự án nhà ở xã hội hoàn thành, cung cấp gần 6.000 căn hộ với tổng diện tích 474.000 m² sàn. 9 dự án được chấp thuận đầu tư đang triển khai với tổng cộng hơn 6.100 căn hộ, tương đương 546.000 m² sàn. Liên ngành thành phố Hà Nội đã xem xét chuyển đổi từ nhà thương mại sang nhà ở xã hội 19 dự án với hơn 11.800 căn. Năm 2015, Hà Nội phát triển khoảng 812.000 m² nhà ở xã hội, hơn 95.000 m² nhà ở cho công nhân thuê và khoảng 60.000 m² nhà ở cho sinh viên. Đóng góp vào những con số ấn tượng này, có thể kể ra hàng loạt cái tên đã tạo ra cú hích đáng kể cho thị trường bất động sản nước ta hiện nay, như Tổng công ty Vigracera với dự án nhà ở xã hội Đặng Xá, Công ty cổ phần BIC Việt Nam với dự án Rise City Linh Đàm, Công ty cổ phần đầu tư và thương mại thủ đô với dự án Eco Home và Tổng công ty đầu tư phát triển nhà Hà Nội Handico với các dự án nhà ở xã hội tại Bắc An Khánh, Kim Trung, Sài Đồng, Trần Phú. Trong số này, Vigracera đang là doanh nghiệp dẫn đầu về phát triển nhà ở xã hội trên toàn quốc với những công trình ngày càng đẹp hơn, chất lượng hơn. Khu nhà ở xã hội giai đoạn 3 Đặng Xá hoàn thành vào tháng 2 năm 2015 đã nâng tổng số căn hộ dành cho người có thu nhập thấp tại khu đô thị này lên hơn 3.500 căn. Khi đến với Đặng Xá, nhiều ý kiến có chung nhận xét đây là khu đô thị dành cho người có thu nhập thấp nhưng chất lượng không thấp nhờ môi trường sinh thái giàu màu xanh cây lá thiên nhiên. Quỹ đất dành cho các công trình phúc lợi như nhà trẻ, trường học, khu vui chơi giải trí, dịch vụ thương mại tại đây có diện tích đứng đầu các khu đô thị của Hà Nội. Mỗi căn hộ đều được thiết kế hợp lý, tiện nghi cho người sử dụng với đầy đủ trang thiết bị từ nhà bếp, bồn tắm đến hệ thống điện nước. Từ khi có cái dự án của khu đô thị Đặng Xá 2 này thì tạo điều kiện cho người thu nhập thấp thì mua nhà xã hội, thì từ lúc đấy thì em thấy cuộc sống thay đổi rất nhiều. Trước đây em là sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường ấy thì hai vợ chồng ở cái khu trọ diện tích khoảng 13 đến 15 mét vuông thì cực kỳ là nóng, khó khăn, cái sinh hoạt rất chật chội. Em vợ chồng em đã mua được cái nhà này thì đã đến đây cuộc sống cực kỳ là rất thuận tiện về cái đi làm xã hội và cái sinh hoạt trong gia đình ấy. Diện tích rộng rãi, hai nữa là cái môi trường cảnh quan cực kỳ thoáng đãng, phương tiện cho cuộc sống bây giờ em thấy rất là thoải mái, hài lòng. Thực tế cơ sở ở đây rất là tốt, so với cái điều kiện sống như thế này là tuyệt vời. Về hạ tầng cơ sở rất là đẹp, nói chung là đảm bảo cái tiêu chuẩn kỹ thuật mà so với cái thiết kế ban đầu. Cái diện tích của gia đình chúng tôi mua thì hiện nay là có 60 m², so với cái điều kiện các cháu hiện nay là mới có một con thì cũng rất là phù hợp. Giá so với lại cái giá hợp đồng là hoàn toàn hợp lý. Tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội, dự án nhà ở xã hội Tây Nam Linh Đàm nằm trong tổng thể khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm cũng đang là một dự án thu hút khách trên thị trường bất động sản. Dự án đầu tiên trong chương trình phát triển nhà ở xã hội của Bộ Xây dựng được sử dụng gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng của chính phủ này sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho hơn 1.000 hộ gia đình. Nhằm thay đổi cách nghĩ không lạc quan xưa nay của người dân về nhà ở xã hội, BIC cam kết sẽ tạo ra bước đi đột phá mới về chất lượng và dịch vụ nhà ở xã hội. Các căn hộ chung cư được thiết kế đảm bảo độ thông thoáng tự nhiên, hướng nắng, hướng gió hợp lý, công năng sử dụng, tổ chức hệ thống kỹ thuật thuận tiện, phù hợp và kinh tế. Mô hình dịch vụ quản lý chung cư cho người dân sinh sống tại đây cũng đang được chủ đầu tư hình thành ngay từ giai đoạn đầu xây dựng để sớm giúp cư dân hình dung được cuộc sống ổn định, an toàn sau này với các dịch vụ đồng bộ, chi phí hợp lý. Theo tôi thì những cái đề án như thế thì tôi nghe thì thấy rất tốt thôi. Nhưng mà tôi chỉ sợ nhất là chất lượng đã tiền nó rẻ thì chất lượng nó không thể đạt tốt. Đấy là một cái điều đáng lo. Cho nên mong mỏi rằng là cái khu chung cư ấy nó phải đảm bảo được cái chất lượng theo đúng như cái điều ta đặt ra. Yêu cầu của tôi thì chỉ mong rằng là có những cái khu chung cư nó thật đầy đủ những cái tiện nghi cho con ta cuộc sống. Mong muốn của ông Trình cũng là niềm gửi gắm của những người có thu nhập thấp vào các dự án nhà ở xã hội.
một chủ trương nhân văn của nhà nước sẽ chỉ thể hiện được đúng ý nghĩa của nó khi mỗi doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án bằng sự tâm huyết, trách nhiệm vì một nơi chốn an cư hạnh phúc cho những người dân còn nhiều khó khăn.